Huỳnh Hiểu Minh sẽ tá hỏa tâm tình cao chạy xa bay khi thấy ảnh năm 18 tuổi của Angelababy. Một số bức ảnh chụp vào năm 18 tuổi tại Nhật của Angelababy vừa được rò rỉ. Với loạt ảnh này, nhiều người tin rằng Angelababy của hiện tại và quá khứ như hai người khác nhau hoàn toàn. Trong làng giải trí Hoa ngữ, Angelababy là một cái tên rất quen thuộc với khán giả. Bên cạnh nhan sắc, cuộc hôn nhân giữa cô và ông xã Huỳnh Hiểu Minh cũng được quan tâm rất lớn từ truyền thông, khán giả trong và ngoài nước. Angelababy từng được biết đến là một người mẫu của làng giải trí Hồng Kông. Tuy nhiên lúc bấy giờ, tên tuổi của cô không nổi tiếng. Không lâu sau, cô tiến đến thị trường đại lục để phát triển. Đúng lúc này, ngành giải trí ở đây đang bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ và cũng từ đây mở ra con đường tươi sáng cho Angelababy. Đặc biệt, sau khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh, tên tuổi của Angelababy ngày một tỏa sáng hơn. Nhờ lợi thế ngoại hình với gương mặt và hình thể chuẩn, Angelababy dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, biên kịch. Nhưng cứ mỗi lần xuất hiện, cô đều gây tranh cãi về kỹ năng diễn xuất. Tuy nhiên, phải công nhận rằng Angelababy sở hữu nhan sắc lai Tây cùng ánh mắt sắc sảo. Angelababy ngày càng khẳng định bản thân ở vị trí xứng tầm quốc tế. Khoảng thời gian hiện tại, nét đẹp của Angelababy được ví như thiên thần lạnh lùng, toát lên vẻ kiêu kỳ sang trọng của mỹ nhân hạng A. Không những vậy, Angelababy còn sở hữu phong cách thời trang chất lượng, khiến ai nấy cũng phải suýt xoa khen ngợi. Để có nhan sắc kiêu kỳ thuộc hàng mỹ nhân như hiện tại, Angelababy cũng vướng vào không ít tin đồn đập đi xây lại. Mới đây trên mạng xã hội, một số bức ảnh đăng khoảnh khắc ung dung ăn kem tại Nhật vào năm 18 tuổi của Angelababy bị khai quật lại. Trong loạt ảnh này, có thể thấy cô rất khác so với hiện tại. Với loạt ảnh này đã khiến khán giả hú hồn, rất nhiều cư dân mạng đã so sánh sắc vóc hoàn hảo hiện tại và quá khứ. Thậm chí, một số cư dân mạng phải thốt lên rằng có lẽ ngay cả Huỳnh Hiểu Minh cũng không nhận ra vợ hoặc sẽ hối hận khi nhìn thấy mấy tấm ảnh này. Tuy nhiên, Angelababy đã nhiều lần chứng minh cho mọi người thấy nhan sắc của cô là đẹp từ trong trứng đẹp ra, chứ không phải do dao kéo mà có khi đến bệnh viện công để khám. Ngoài ra, Angelababy còn khẳng định lý do của sự khác biệt hình ảnh hồi ấy bây giờ là gu thẩm mỹ mỗi thời mỗi khác, công nghệ trang điểm hiện nay lại tốt hơn, hiện đại hơn rất nhiều. Vì thế, hình ảnh cô hiện tại được cải thiện hơn, trông hoàn hảo hơn thời chưa nổi tiếng cũng là điều dễ hiểu. Không riêng gì những bức ảnh quá khứ của Angelababy, trước đó những hình ảnh nổi loạn của cô cũng từng gây náo loạn mạng xã hội. Cụ thể trong những bức ảnh, Angelababy được hai trai đẹp hôn má khiến nhiều người bất ngờ. Bức ảnh nhận được vô số bình luận từ khán giả. Nhiều người thắc mắc về phản ứng của Huỳnh Hiểu Minh khi xem ảnh vợ nhiều năm trước. Trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy gặp gỡ và hẹn hò với Trần Vĩ Đình, người hơn cô 6 tuổi. Cặp đôi liên tục xuất hiện chung với nhau tại các sự kiện. Không chỉ vậy, còn có hình xăm đôi tại vị trí nhạy cảm. Vậy nhưng đến năm 2009, sau 4 năm, cả hai đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Angelababy sau đó hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh, còn Trần Vĩ Đình công khai tình yêu với đàn chị hơn 3 tuổi là Thái Trác Nghiên của nhóm nhạc đình đám Twins. Sau khi tách ra, tên tuổi của cả hai lên như diều gặp gió, đặc biệt là Angelababy thành công vang dội khi tham dự show truyền hình thực tế Keep Running. Trên thực tế, Angelababy bây giờ có được độ nổi tiếng như vậy là nhờ vào mối quan hệ vợ chồng với Huỳnh Hiểu Minh. Cũng vì thế mà cả hai không thể tách rời nhau. Khi Angelababy chưa kết hôn, độ nổi tiếng của cô không cao. Sau khi cô và Huỳnh Hiểu Minh kết hôn, sự nghiệp của cô ngày càng thăng hoa. Hiện tại cô càng dồn tâm sức cho sự nghiệp, cải thiện diễn xuất.